Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến Bất Động Sản Vinhome. Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn, cũng có thể là đây là những video đầu tiên mình có sự phản biện và đôi khi là gặp mọi người thì mọi người hay nói rằng là ông đọc truyền thông khen Vin thôi, ông chưa chê cái gì. Hôm nay thì sẽ có những cái điều mà mình nghĩ mình chia sẻ rằng là để một cái sự tốt lên về cái chương trình sức sống trung tâm, làm sao cái chính sách nó thực tiễn vào cuộc sống. Nó cũng giống như kiểu câu chuyện là chúng ta đầu tư bất động sản, sau đó sẽ vận hành và sự tổng hòa của các cái câu chuyện đấy, để mà cái tạo nên một cái sức sống đô thị thật sự là tốt và mọi người đều cái hệ sinh thái all in one, chúng ta đều kiếm được tiền ở đấy, một môi trường sống tuyệt vời. Và ai cũng, hôm qua mình có đọc một bài báo, anh Chu Nhân, anh ấy là tôi khuyên tất cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp của tôi về Ocean để khởi nghiệp. Sáng nay, một buổi sáng sớm nhất thì một người bạn mình đọc cái tin của VN Express nói về cái lượng kiều hối mà gửi về Việt Nam ấy nhiều, thì như vậy cái sức hút, cái đầu tư, hút vốn đầu tư nước ngoài. Và chúng ta cũng sẽ thấy là giống như ngày trước, cái thời khi mở bán Ocean Park 2 ấy, thì các cái sự kiện quốc tế và sau cái thời điểm Covid thì cái luân chuyển dòng tiền của Việt kiều về trong nước đó, cũng tạo ra một cái, và mình, cái nhóm khách hàng của mình Việt kiều mình cũng rất là nhiều. Bây giờ quay lại cái vấn đề đấy, thì bạn có nói rằng là hãy lan tỏa cái điều đấy mà cảm thấy nó như một cái tín hiệu tốt. Thì thật ra là mình thấy như này, ở đâu đó Việt Nam mình, ở các cái quốc gia khác, cái nội chiến đánh, ví dụ như Nga, Mỹ, Nga, Ukraine, hay là vừa rồi là Palestine, thì những cái câu chuyện đấy thì Việt Nam mình thì lại đón những cái làn sóng đầu tư nước ngoài, hay là các chuyến ghé thăm của các cái cường quốc, quốc gia mà định hành về kinh tế số 1 của toàn cầu chẳng hạn, như là tổng thống, ít rất ít mà một năm đâu đó cả phó tổng thống và tổng thống ghé thăm nước Mỹ, tổng thống Mỹ và phó tổng thống Mỹ, đâu đó cũng sắp tới có cái lộ trình của bác Tập Cận Bình, cũng của tổng thống Putin. Thế thì rõ ràng cái vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế đang được gia tăng, tăng cao, có nhiều cái bài toán về hút vốn đầu tư nước ngoài kèm theo nữa. Thủ tướng Phạm Minh Chính thì vừa sang Dubai, thì các cái tập đoàn kinh tế lớn của quốc gia của Dubai cũng sẽ cam kết đầu tư, có những cái ký các cái hiệp ước, hiệp định. Và cái câu chuyện là chúng ta thấy là chúng ta đang thành công rất là nhiều. Thì ví dụ như thế thì ở Ocean Park 2, mình Ocean Park 3 mình cũng thấy một sự thành công, và sắp tới chúng ta cũng sẽ thấy một sự bắt tay của Vin với các cái đầu tư, tập đoàn đầu tư nước ngoài, ví dụ như là, hoặc là chúng ta thấy hệ sinh thái là VinFast đó, đã cắm cờ trên đất Mỹ rồi, các cái quốc gia tiếp theo nữa, xe taxi thì sang đến Lào rồi các cái lộ trình tiếp theo, Vin sẽ xây nhà máy tại đâu, thì đó là một điều mà rất là tự hào. Nhưng bên cạnh đó nữa thì tại Ocean Park 2, Ocean Park 3, cái chương trình sức sống trung tâm ấy, thì mình thấy một cái điểm trừ trong những người làm chính sách. Về câu chuyện chúng ta sẽ nói lại cái lịch sử, đây không phải là cái mới, thực tế là đã có nhiều chính sách tổ ấm ăn vui rồi, 3 rồi đến 4 rồi đến bây giờ, tên gọi nó có thể là khác đi, nhưng sự vận hành, chẳng hạn Ocean Park 3 thì chúng ta sẽ là nói một câu chuyện để làm sao một cái sự chia sẻ để đi một cái tốt, chứ không phải là sự phản biện hay là cái gì tiêu cực. Một cái chính sách thì sẽ không thể cao bằng được, nhưng đôi khi đó nó hướng đến một cái gì đó, mình nghĩ là làm cái cả một cái sức sống trung tâm nó tốt lên thì đó là điều ai cũng mong muốn. Ai xuống cũng bảo là sự vắng, nhưng mà bây giờ đang sự cố gắng nỗ lực và sự là lộ trình. Vin thì có làm bài toán cái sự lộ trình và công bố lộ trình và giám sát thực hiện rất là tốt. Nhưng ví dụ mình nói câu chuyện của làm sao chúng ta chính sách phải đi vào thực tiễn, chứ không phải là chúng ta ban hành cái luật cấm hút thuốc lá nơi công cộng để có một sự gia nhập về chúng tôi đã có luật điều chỉnh rồi, thì mình thấy là không ấy. Nhưng ví dụ như cái chương trình tổ ấm ăn vui 3 thì mọi người vận dụng, và cuối cùng thì đôi khi cái 500 căn ấy về ở thật nó cũng đang một vấn đề. Tiếp theo nữa thì cái chương trình mà cái e-voucher cho, hoặc là cái tiền thuê ấy, thì thật sự từ lúc ban hành thế đến bây giờ mình cũng gặp nhiều cư dân nói là cứ mỗi một lần trình cái hồ sơ thanh toán ấy, nó thêm một cái gì đấy. Đấy thì mình nghĩ rằng là các bạn làm sao mà làm ra các cái chính sách gạch đầu dòng cho nó chuẩn đi. Đừng để mọi người cảm thấy nó một cái gì đó bức xúc thêm một tí thêm. Thì mình nghĩ cái đấy các bác cần làm lại. Cái đâu chẳng có đâu có sự quan tâm như Vin với, hoặc là chúng ta sẽ thấy là cái câu chuyện là có những thông báo là cấm, có những văn bản
cắt máu rồi hoa hồng nọ kia, hay là luôn luôn quan tâm đến cái điều kiện của sale, là cái điều kiện đào tạo rồi các thứ. Mình thấy là làm việc với Vin thì luôn luôn học, là chúng ta cũng sẽ thấy lần đầu tiên mà khi báo chí đưa thông tin có bao nhiêu người sale nghỉ việc đấy, thì thị trường bất động sản như vậy thì Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo cái Hiệp hội Bất động sản xem lại sao những con số đấy có đúng chính xác không. Cái sự quan tâm như vậy thì bây giờ cũng vậy thôi, thì mình cũng có cái sự phản ánh gặp gỡ từ những người cư dân thực tiễn, thì câu chuyện của ông sự của cái sự thanh toán ấy của đấy thì các bác làm sao đang vận hành ấy, các bác đưa ra những câu chuyện thật sự mình cảm thấy chính sách thì rất tốt, rất dân văn và kéo cái sức cư dân về, nhưng mà đến lúc vận hành thì cứ lên kỳ thanh toán là nó thêm một cái vài ba cái thủ tục lại đi làm lại các thứ, thì người ta cũng thấy cả như một cái gì đấy nó càng ngày cái sự vận hành ở bên dưới nó chưa trơn tru. Đấy là mình chia sẻ về cái câu chuyện của sức sống trung tâm, thì bản chất của chính sách thì người viết ra chính sách rất là tuyệt vời, nhưng mình thấy như này, các bác đang đi nhìn vào cái chỗ vị thế của những căn đẹp đúng, vị thế đắc địa để các bác ban hành chính sách, nhưng thực tiễn là chúng ta phải thấy là bài toán ở đây là những người đầu tư, nên bởi vậy là mình đã gặp những khách hàng rồi, người ta được gọi là các cái giới tinh hoa, người ta nắm giữ vị trí tài sản đấy, thì lượng tiền họ lại không cần đến 200-300, có khi sự động đậy của họ là 500, là 1 tỷ hay 2-3 tỷ, thậm chí họ mua đến 4-5 căn, hoặc thậm chí mình cũng gặp những khách mua đến 7 căn hoặc chục căn. Thế bây giờ những vị trí đấy rồi, bạn ấy đã tham gia tổ Mân Vui Ba rồi, sự khai thác đang là một vấn đề, đúng không? Thế thì bây giờ bạn ấy lại không tham gia nữa. Thế nhưng bên cạnh đó mình lại gặp rất nhiều những người chờ, tức là chờ chính sách, tức là bảo anh em chú ý nhé, là có bảo anh thì anh nhà xa ở các cái tỉnh thì anh sẽ làm, hoặc lộ trình là con cháu cháu chuẩn bị lên học, con là vừa nhập học đây, đúng không? Sắp tới chắp Tết rồi các bác Việt kiều về nước, thì họ nhìn như vậy họ còn thi công 5 tầng cơ, nhưng mà là họ lại không ở vị thế vị trí của cái tài sản đắc địa kia. Mình chia sẻ là mới với những mình hay đi tìm những cái căn mà các bác thật sự là đầu tư không phải đầu cơ, nhưng vị trí đẹp, bạn ấy có 2-3 căn thì bạn đã tham gia rồi, thì bây giờ mình hỏi là anh có nhận được email không, bảo có nhận được, anh có thi công không thì lại không. Thế trong khi đó mình lại có một tệp khách hàng rất là nhiều, 5-6 người hoặc đến hơn chục người, họ có nhu cầu, họ thật sự là mong muốn về, hoặc thậm chí mình luôn mong chứ cái truyền thông là về đi, đón đầu cơ hội đi, xây đi, ai đi tiên phong thì sẽ giành những thành quả là gì. Thế nhưng cuối cùng có khi chỉ nộp hồ sơ trước độ khoảng 5-10 ngày, nó là cơ chế chính sách thôi, cũng không cào bằng được, mình thừa nhận như vậy. Nhưng cuối cùng là cái bác ở vị trí tài sản kia thì bác ấy là nhà giàu, bác lại không thi công. Cái bác mà không phải là nhà giàu cũng ở đầu tư ở Vin thì không thể nghèo được, thật sự là như vậy. Nhưng bạn ấy lại ở trong Trà La chẳng hạn, hay bạn ở vị trí không đắc địa thì bạn đang muốn làm 5 tầng thì lại không được hỗ trợ. Mặc dù những người đấy có khi làm 180 hay 113 với họ, triệu đối với họ ở cái chương trình sức sống trung tâm ấy, thì là rất là tuyệt vời. Đấy, bạn ấy sẽ làm luôn 5 tầng thì lại không được. Thế thì mình có tư vấn là thôi cứ đăng ký đi. Sau đó thì trong 400 căn hoặc 200 căn ở số 3, nếu ai không thi công thì có thể chủ đầu tư sẽ có cái sự update vào. Đấy là mình đang tư vấn khách. Nhưng thật sự thì mình mong muốn rằng là cái đấy là cái điểm trừ của người làm chính sách. Các bác đang hướng vào những vị trí đắc địa, nhưng mà thực ra đấy là những người giàu, những người ta nắm giữ tài sản ấy, này thì 178 với 113 48m thì được 100 tối đa, mình tính một đấy thì lại không thành vấn đề với người ta. Đấy, thế nên bởi vậy cuối cùng mình mong muốn thật sự tất cả những người sale là những cái sale mà bán thị trường, thì mình mong muốn là cái vấn đề đấy, người dân về ở tốt, cái thanh khoản nhiều thì chính chúng ta cũng được lợi, và chủ đầu tư cũng rất mong muốn như vậy. Trong tất cả các chính sách và từ bán hàng, từ xây dựng lên hoặc cái đại đô thị, thì chủ đầu tư đều muốn những người ở thật ở một môi trường, một cái câu từ gọi là khu đô thị mà nơi hạnh phúc ngập tràn. Còn về khía cạnh kinh tế là all in one thì mình rất hay thích giải thích là gì, đồng tiền vận động ở đấy, kiếm tiền được ở đấy, đúng không? Hôm qua mình có gặp một người siêu thị thì bạn ấy bảo là em đầu tiên em xác định ở đây lỗ 6 tháng nhưng đến bây giờ em đạt điểm hòa vốn rồi, và bạn lại thuê một cái địa chỉ cực kỳ đẹp ở chỗ Central Point. Bây giờ tất cả những vị trí góc thì mình đều thấy những vị trí là của những con người tinh hoa. Người ta lựa chọn, thậm chí là người ta lựa chọn là thuê 3 căn hoặc 5 căn thì được chính sách gì của chủ đầu tư. Thế là sự bonus lại. Đấy, ở cái đấy, những cái đấy. Thế thì nó đang một cái tổ ấm ăn vui ba là gì? Với Vin thì đang làm nhanh quá.
mà nhiều người thì đôi khi cũng không thích nhanh. Các bác ấy chỉ thích là ít nhanh nhiều lần tài sản, nhưng mà ít nhiều nhanh lần tài sản cái đấy cũng không là tốt với sự tăng trưởng bền vững. Thì mình muốn chia sẻ rằng là gì, bây giờ để đấy thì thật sự cần phải sự nhìn nhận chính sách nó ổn lại đi. Đôi khi ấy, chúng ta sẽ thấy là có một cái sự đột phá cho người về hoàn thiện 5 tầng đấy, và làm sao cái sự vận hành ấy, nó chuẩn, ra những cái câu chuyện nó tốt lên, chứ không mỗi tí chúng ta lại thêm thủ tục, mỗi tí lại thêm thủ tục. Câu chuyện mình chia sẻ với các bạn, nhiều lúc khách của mình nhé, các bạn bận đến nỗi mà bảo như là nghe là mình tìm kiếm được một người, một đơn vị là spa hay một đơn vị là spa về người nhé, một đơn vị về spa xe ô tô chẳng hạn, thì hoặc là cái đơn vị về cái doanh nghiệp. Thế thì mình rất muốn cái kết nối với cái sức sống trung tâm đấy, bạn được chủ đầu tư hỗ trợ. Không có chủ đầu tư làm như vậy đâu. Mình nhìn nhận thì mỗi Vin khi bán cho nhà cho bạn rồi, làm lên tất cả những hạ tầng xong luôn luôn có sự bonus, hàng năm nhận được những phần thưởng, phần quà. Đúng không? Không hình thức này thì hình thức khác, nó hệ sinh thái. Thế nhưng mà bạn ấy không hiểu, bạn ấy nghĩ rằng là hình như mấy ông này đang tư vấn để ông ấy được cái gì. Nhưng thật ra là bây giờ chủ đầu tư bỏ ra cái đấy, bạn được gọi như là hoàn thiện tầng 1 đi, thì bạn phải vận dụng chính sách. Và bạn làm sao đừng cái khi mà cái lượng cung nó nhiều ấy, thì rõ ràng kinh tế thị trường cung lớn hơn cầu thì giá thuê sẽ khác đi. Nên bạn đừng kỳ vọng là có những người chia sẻ với mình là chị có 100 căn cho thuê đây. Thật ra mình chưa gặp thấy đâu. Thế nhưng mà hiểu về thị trường ấy. Thế thì bây giờ mình mới phân tích là gì? Tại bạn bảo là ngày xưa đàm phán từ thời điểm trước, tại sao lại giá đấy mà bây giờ lại giá đấy? Mình bảo là bây giờ cái lượng cung nó nhiều, cái chủ nhà đi thuê người ta hay gắn bó là ở vị thế người ta sẽ được đàm phán. Hơn nữa là bạn phải lựa chọn cái đơn vị xứng tầm đấy. Vì tại sao bạn cho thuê một đơn vị kim khí, cái cửa hàng kim khí thì họ cũng phải trả được 10 triệu, nhưng giá trị tài sản của bạn đặt trên ngôi nhà của bạn ấy chỉ độ khoảng giá trị hàng hóa tầm độ 200-300 triệu. Nhưng một cửa hàng spa xe ô tô chẳng hạn thì bạn sẽ phải đặt ít nhất, bạn ấy cải tạo đâu đó từ 700-1 tỷ đấy, và dài hạn họ sẵn sàng phải ký 3 năm. Đâu đó bạn làm một cái spa, một cái chuỗi spa ấy, thì họ rất muốn 2 tầng đấy, đẹp đẽ, và cái đấy là lĩnh vực về con người hay y tế chẳng hạn, thì họ muốn tầm nhìn dài hạn. Thế nên ra là các bạn nhìn, các bạn bảo thôi thôi làm rẻ rẻ thôi, xong là nó là nhà kia, thì đấy là một sự biến tướng. Mình thấy là nó không hay, mà không để đến một cái thị trường bền vững. Thế là mình phân tích ở đây thì hai khía cạnh, một là người chủ nhà, hai là cái chính sách làm sao. Cũng là đây là một cái điểm mà mình nghĩ là lần đầu tiên trên cơ sở là mình thực tiễn, mình bám sát, và hơn nữa là mình rất mong muốn làm những điều gì rất là tốt lên để cả một cộng đồng cư dân, nó giống như ở Riverside bây giờ là cộng đồng cư dân tinh hoa, nhân hòa, gắn kết. Vậy thì bây giờ thì mình thấy một cái ngôn ngữ cộng đồng doanh trí chẳng hạn đấy, thì chúng ta có một doanh nhân và cái trí tuệ của chúng ta nó ở cái tư duy toàn cầu. Và bên cạnh đó nữa thì mình rất khát khao là các bạn làm trong những cái công việc kia thì cũng đã rất là tuyệt vời rồi, nghiên cứu chính sách rồi lộ trình, nhưng bên cạnh đó nó cũng làm sao mà để đi vào thực tiễn cuộc sống nữa. Tiếp theo nữa thì mình cũng rất mong muốn rằng là một số cái cho thuê thì nó làm mình đã dẫn khách, nhưng mà dẫn khách không may vào cái căn mà cái cả cái dãy phố mà có một cái người cho thuê cái ấy đấy thì nó không tốt lắm. Nói chung là ở chúng ta phải giữ cái mỹ quan, cái tinh tế của sự khu đô thị. Đôi đó mà dẫn khách vào những cái vị thế đấy thì đúng là đấy, là cho thuê cũng vậy. Chúng ta có một cái câu chuyện, cái chuẩn mực lên, cái đừng để những cái gì nó quá chi là giản tiện, mảnh rèm không có rồi che lên rồi những người công. Thật ra là mình cũng thấy là đương nhiên rồi ở đấy, nhưng mà cái vận hành về tài sản của mình ấy làm sao mà nó đem lại cái giá trị, mà đem lại cái thẩm mỹ cho cả một dãy phố, khu phố. Hôm vừa rồi thì mình cũng gặp một khách hàng, mình cảm phải nói với các bạn rằng là trong quá trình mình tư vấn ấy thì gặp rất nhiều anh em tư vấn cũng làm sao bám trụ được cũng là rất là tốt, nhưng mà bên cạnh nó cũng có những cái đem lại những cái điều mà cũng có những lỗi buồn riêng. Nhưng đôi khi có những gặp những khách hàng mà mình thấy là sự cân bằng lại. Ví dụ chị bảo là ngày xưa chị làm cái căn này, chị được đón đầu cái tổ ấm ăn vui 3 thì chị được 24 triệu, chị chỉ cho thuê là 6 triệu thôi là chị được 30, là nhà chị chọn xứng tầm. Thế còn đâu đó cái người mà có những người bảo ui căn chị đẹp thế, 97 mét, đẹp xẻ khe tuyệt vời, để chị phải cho thuê 8-10 triệu. Chị bảo không, chị muốn cơ hội của người ta xuống đấy làm ăn được tại cái này thì người ta mới vui và chị cũng vui đấy. Thế và đến lúc về cái đơn vị thuê họ cũng có một cái sự luân chuyển,
thì họ đặt cọc 2 tháng thì chị bảo là nếu đúng trong hợp đồng thì được phạt, nhưng mà chị bảo thôi chị không, là chị xem là những câu chuyện của điện nước như thế nào rồi chị thanh toán, chứ chị cũng không thích đi theo quan điểm là vận dụng là ai vi phạm pháp luật, ai vi phạm cái điều khoản xong là lấy tiền với nhau, chị không thích. Đó là điều mà thật sự mình thấy cân bằng lại trong gặp gặp rất ít người. Thật sự nó là kinh tế thị trường rất rất nhiều thứ thôi, nhưng mà hoặc nói đâu đó các bạn mình đã tư vấn rất là nhiều nhưng mà cũng đúng có sự kết nối và cũng không kết nối, nhưng mà đâu đó chúng ta thấy rằng là để mà cái kết nối của một người sale gắn bó với bạn, đừng để mít thông tin đấy, và những cái đấy nó là khác. Còn bây giờ các bạn đang ở vị thế mua này, các bạn thế này ra kia ép sale thế này thế kia, nhưng mà đến bây giờ cái nhóm khách hàng mà mình đang 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 tiếp cận và mình đang gắn bó với nhau thì lại không phải mua hàng của mình nhưng luôn luôn gắn bó, thì cái điều đấy mà mình nghĩ đó là một niềm vui thật sự. Thì ở dưới đấy đến bây giờ cái câu chuyện của thuê ấy, thì thuê các cái vận hành ấy, mình các bạn sẽ nói là mình vẫn nhắc lại là trong cái truyền thông của truyền thông đúng, nhiều người bảo ui rồi bây giờ thị trường bất động sản ở vị thế khác rồi, bây giờ chủ nhà phải cho thuê bằng không đồng hoặc chủ đầu tư phải cho thuê bằng không đồng. Thật ra các bạn bước chân vào cái chợ thương mại quốc tế nó cực kỳ khó nữa đấy nhá, các bạn phải có Facebook họ sẽ chuyển xem rồi xem cả quá trình lịch sử của bạn như thế nào. Nhưng mà bây giờ bạn mới thành lập ra mà bạn được đâu, cái lộ trình nó có giống như kiểu chấm điểm bao nhiêu sao đấy, vote bao nhiêu sao đấy. Cái tiếp theo nữa là gì, cái website rồi các cái bài bản về kinh doanh các thứ nó khác biệt nhé. Tiếp theo là các bạn phải đặt cọc nữa để gắn bó. Mà với Vin thì luôn luôn là tầm nhìn dài hạn, chứ không phải là một câu chuyện là bây giờ để cho thuê bằng không đồng đâu. Đấy, nó đôi khi đúng có những cái trợ giá, có cái đấy của bài toán tài chính nữa, vì chủ đầu tư giảm giá cho các bạn ở trong cái giá đấy, sau đó họ có những cái lộ trình và chính họ mới là người phát triển được cái chợ đấy, chính họ mới là cái vị thế đàm phán với Starbucks, với McDonald's hay KFC hay là những điều đấy, họ mới đủ tầm, họ tạo ra một cái sợ chợ, một cái thương mại quốc tế, một cái nơi đẳng cấp như vậy đấy, như giáo viên chẳng hạn, nó có họ có cả năng lực tài chính nữa cơ, Vincom Design. Thế còn đâu câu từ nữa phải hết sức chú ý và làm thì là với Vin thì là vẫn là tầm nhìn dài hạn, thì chúng ta sẽ có một cái nơi mà tạo được sự thành công, có sự thành dòng tiền và thậm chí là kể cả những cái câu chuyện tiếp theo của các thế hệ tương lai, học hành, học vấn, điều kiện y tế. Đấy, thế thì qua video thì mình muốn chia sẻ với bạn cái gì update thực tiễn, và đây cũng là một video sau đó sắp tới thì mình cũng sẽ có những cái câu chuyện trực tiếp tại từng phân khu gắn bó, có thể là những câu chuyện của từng cái ghế ngồi tại công viên. Mình rất thích một bạn như là bạn ở trên TikTok là bạn ấy là chuyện kinh doanh, hay là nhà báo Minh Hạnh là chuyện 5 phút ấy. Đấy, câu chuyện thị trường 5 phút. Thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ có những cái phản ánh mà hy vọng rằng là sẽ có những điều tuyệt vời hơn ở tại khu đô thị của chúng ta. Và sắp tới là Tết đây rồi thì mình hy vọng rằng là cũng có những điều mình mỗi một lần mình gặp khách nhé, mà làm đủ 5 tầng này, hay là mình tư vấn lựa chọn được kiến trúc, lựa chọn được người đồng hành, mình cảm thấy vui. Vì cả một cái quá trình chúng ta đã để tài sản độ khoảng hơn một năm rồi, bây giờ vận hành đi vào thực tiễn thì cũng có những cái hy vọng rằng là chủ đầu tư có những điều tốt hơn, ngày càng tốt lên, và chúng ta cũng thế, trong tâm thái, trong cách làm ấy, vận dụng sao cho nó thật sự clear ra, rõ ràng với nhau, và chúng ta hiểu được chính sách, vận dụng làm đúng, kết thân được những cái người thật sự là happy và vui vẻ và tin yêu Vin, thì mình đó là những điều mình mong muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.